ác khẩu và quả báo. Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, liền đến một nhà bà La Môn xin bốc được một quẻ bói xem sau này có sinh được đứa con trai hay con gái nào không. Nhưng họ vô cùng thất vọng nghe thầy bói trả lời rằng suốt đời họ sẽ không có con. Sư Chất nghe thế không chịu tin, lại đi tìm một ông thầy tướng số khác, cao tay ấn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn xin bốc quẻ. Lạ thay, vị thầy tướng này vốn được mọi người tôn kính và khen ngợi là bói lên như thần, lại cũng làm cho Sư Chất thất vọng. Sư Chất đi về mà lòng phiền muộn, bỗng sực nhớ đến bậc đại thánh Thích Ca Mâu Ni, tự nghĩ Đức Phật là giáo chủ của trời và người, là bậc nhất thiết trí, không có gì là ngài không biết, không có gì là ngài không hiểu, tại sao ta lại không đến gặp ngài xin chỉ giáo. Nghĩ đến đây, ông bèn nhắm hướng Tịnh Xá Kỳ Viên mà đi. Cùng kính đảnh lễ Đức Phật xong, ông chắp tay bạch: Bạch Đức Thế Tôn Đại Bi, xin ngài thương xót chúng sinh ngu si mà chỉ giáo. Con có chút ưu tư, năm nay đã hơn 40 mà chưa có đứa con trai nối dõi, đó là do nhân duyên gì? Cuối xin Đức Phật khai thị. Đức Phật trả lời: Không lâu nữa ông sẽ có một đứa con trai, vừa có phúc lại vừa có đức. Chỉ có điều là khi nó vừa lớn, nó sẽ xin xuất gia. Nghe tin này, Sư Chất rất đổi vui mừng, thành tâm đảnh lễ chân Phật rồi thỉnh cầu: Cầu xin Thế Tôn và Chư Tăng cho phép chúng con được cúng dường vào trưa mai, để chúng con được kết thêm thuyện duyên và trồng chủng tử và ruộng phước của Như Lai. Đức Phật nhận lời rồi, Sư Chất hoan hỷ quay về chuẩn bị đàn trai. Hôm sau, ông dẫn đầu gia nhân chân thành cúng dường những món ăn thức uống ngon lành đẹp mắt nhất. Đức Phật nhận cúng dường xong, thuyết một thời pháp rồi dẫn tăng chúng quay về Tịnh Xá. Đi được nửa đường, Đức Phật và tăng chúng ngồi dưới gốc cây bên bờ sông nghỉ ngơi. Bỗng từ trên cây, một con khỉ nhảy xuống xin mượn bình bát của Đức Phật. Nó ôm bình bát chạy đi thật xa rồi quay về. Trong bình bát chứa đầy mật ngọt, nó dùng hai tay kính cẩn dâng bình bát lên Đức Phật. Ngài nhận lấy và chia cho chư tăng dùng để con khỉ được nhiều phúc đức. Con khỉ thấy thế mừng rỡ nhảy nhót. Không lâu sau, nó đến ngày tận số đầu thai làm người, sinh vào nhà của Sư Chất. Lúc nó sinh ra, trong nhà phàm có vật dụng gì có thể chứa đựng thức ăn thì vật dụng ấy bỗng đầy ắp mật và đường. Vợ chồng Sư Chất thấy điều quái dị, bèn do nhân duyên này đặt tên con là Mật Thắng. Thời gian vụn vụt trôi mau như tên bắn, hơn 10 năm trôi qua như trong nháy mắt, Mật Thắng nay đã lớn khôn. Chú bé chán ngán chuyện thế tục, xin phép cha mẹ cho mình được xuất gia. Cha mẹ hết sức vui mừng mà trả lời: Lúc con chưa ra đời, Đức Phật đã biết sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ con muốn xuất gia. Cha mẹ rất hoan hỷ, không bao giờ cha mẹ ngăn chặn con một cách vô lý. Được cha mẹ hoan hỷ cho phép rồi, Mật Thắng đến Tịnh Xá Kỳ Viên xin xuất gia với Đức Phật. Nhờ có tiền duyên, Mật Thắng chứng quả rất mau. Một hôm, thầy đang trên đường đi độ hóa với các bạn đồng tu, cảm thấy vừa nóng vừa khát lạ thường. Ai nấy đều ao ước có một cái gì để uống. Tỳ kheo Mật Thắng bèn cầm bát tung lên trời, rồi sau đó dùng hai tay tiếp lấy bát trở về. Bấy giờ trong bát đựng đầy mật ngọt, Mật Thắng bèn chia cho chúng tăng giải khát. Về tới Tịnh Xá, một vị tỳ kheo đi tìm Đức Phật xin thỉnh giáo. Bạch Thế Tôn, trong quá khứ tỳ kheo Mật Thắng đã tu phúc đức gì mà bây giờ bất cứ lúc nào ở đâu cũng có thể có đường và mật? Đức Phật trả lời: Các ông có nhớ có một lần lâu lắm rồi, có một con khỉ đem mật ngọt đến cúng dường Như Lai và chúng tăng không? Nhờ bố thí với thiện tâm nên sau khi chết rồi nó được sinh ra làm người, và nhờ nó chân thành cúng mật ngọt cho Phật nên kiếp này nó có thể được đường và mật bất cứ lúc nào và ở đâu. Đức Phật nói xong, vị tỳ kheo nọ hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn,
Thế thì tiền kiếp Mật Thắng cho nhân duyên gì mà bị đọa làm thân khỉ? Lúc ấy, xung quanh Đức Phật có rất nhiều đệ tử phân tập, Ngài nhìn họ một lúc rồi đáp, thầy ấy bị đọa xuống làm khỉ là do một nhân duyên xảy ra cách đây 500 kiếp về trước, thời Đức Như Lai Ca Diếp còn tại thế. Lúc đó có một vị tỳ kheo trẻ tuổi, tình cờ thấy một vị tỳ kheo khác đang băng qua một con suối nhỏ. Vị trẻ tuổi bèn cười chế nhạo, bảo dáng điệu của vị tỳ kheo kia giống hệt như con khỉ. Nhưng sau đó thầy ấy tự biết lỗi lầm của mình, đến xin sám hối với vị tỳ kheo mà mình đã chế nhạo. Vị tỳ kheo trẻ tuổi đã phạm tội ác khẩu nên bị đọa xuống làm khỉ. Tuy nhiên, nhờ thắng duyên biết sám hối nên kiếp này mới được gặp Phật và được Phật độ, chứng quả A-la-hán một cách mau chóng. Nghe Đức Phật giảng xong, các vị tỳ kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ, vì thế không còn ai dám ác khẩu, ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói, bởi vì luật nhân quả không bỏ sót bất cứ một người nào. Kiếp đỏ đen và kết cục tàn tạ. Tôi tên Thanh Ngọc, hiện sống tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có một ông cậu sinh năm 1960. Cậu tên Đặng Phúc Thiện, cũng ở quận 5. Hồi còn trẻ làm nghề chữ xe, nấu rau câu, bán chè. Khi có tuổi thì làm bảo vệ. Khoảng 1986, cậu tôi lấy vợ, sinh được 3 cô con gái. Do con đông mà không biết làm gì cho có nhiều tiền, lại thấy trong xóm có tụ tập cờ bạc nên cũng ké thử. Khi đó đánh thua chút chút, ăn cũng chút chút, chứ chưa có nghiện. Thói quen đánh bài cờ bạc, đánh đề, cậu bị nhiễm từ đó. Chỉ đến khi vợ được cha mẹ gửi tiền nước ngoài về cho để mua 2 căn nhà chung cư Phạm Thế Hiển, một căn ở, còn một căn thì cho thuê. Tiền rủng rỉnh rồi thì cậu mới mạnh tay đánh lớn. Khi thì chơi đánh đề, khi thì cá độ đá banh. Cờ bạc là bát thằng bần. Có lẽ đó là một định luật không thể khác. Không bao lâu sau, cậu tôi thua cả mấy chục cây vàng. Bị người ta xiết nợ, cậu năn nỉ vợ trả. Mợ tôi đành bán nhà, trả nợ cho cậu và quyết định ly dị. Kể từ đó thì đường ai nấy đi. 5 năm trở lại đây, tay cậu tôi bị một chứng bệnh rất lạ, da tay trở nên mỏng. Tay ông giờ đụng nhẹ cái gì cũng tróc nguyên cả miếng da, máu chảy đầm đìa. Mà khổ, biết bị bệnh nhưng đâu tránh được những va chạm. Hôm thì đụng bàn, hôm thì đụng xe. Thành ra tay luôn bị chảy máu. Vết thương này chưa lành thì đã chồng lên vết thương khác, tình cảnh rất thống khổ. Da tay trở nên rất mỏng, tay ông giờ đụng nhẹ cái gì cũng tróc nguyên cả miếng da. Đi bệnh viện khám, bác sĩ kết luận tay cậu bị mãn bầm tự phát, rối loạn máu đông, và cũng chỉ có 2 cánh tay từ quỳ chỏ trở xuống mới bị, còn những bộ phận khác thì bình thường. Phải chăng đây là quả báo của việc dùng đôi bàn tay vào trò đỏ đen cờ bạc? Với bệnh tình như thế, uống thuốc mãi cũng không khỏi. Cậu tôi cũng chẳng thể đi làm kiếm tiền nuôi thân. Ngay cả làm những việc nhẹ cũng rất đau, như giặt giũ, nấu nướng, thậm chí đếp bàn ủi cũng không cầm được, nên phải về ở với mẹ ruột, tức là bà ngoại tôi. Gia đình tan nát, tài sản tiêu tán, bệnh tật hành hạ, cuộc đời đi vào ngõ cụt, chung quy cũng chỉ vì 2 chữ đỏ đen. Ấy vậy mà cho đến bây giờ, máu đỏ đen của cậu tôi vẫn còn. Thỉnh thoảng chơi 5-30 ngàn kiếm chút tiền, nhưng giống như đã thành quy luật, thắng một lần thì thua đến 100 lần. Tôi cũng như mọi người trong gia đình vẫn khuyên nhủ, nhưng cậu tôi không nghe. Có lẽ nó đã thành căn bệnh cố hữu. Chỉ mong những ai chưa dính vào cờ bạc, nhân nghe câu chuyện của cậu tôi mà luôn sáng suốt tránh xa, đừng để cuộc đời mình sa lầy trong vòng đen bạc vô nghĩa này.
nghĩa nặng. Tội nặng báo nhẹ. Trong Pháp Uyển Châu Lâm ghi, nghiệp tạo có nặng nhẹ, có nhẹ thì sám hối liền tiêu, nếu nghiệp nặng thì có thể chuyển quả báo nặng thành nhẹ. Mỗi Phật tử chúng ta lúc chưa học Phật đã từng tạo rất nhiều ác nghiệp, do không hiểu biết mà gieo lầm nhân ác. Cho nên học Phật, đặc biệt là khi tinh tấn trì giới tu hành, sẽ xuất hiện đủ loại nghịch cảnh. Nếu nghịch cảnh ập đến cũng không phải là xấu. Một số trong đây giúp ta giải nghiệp, tội nặng mà được báo nhẹ. Trong truyện Pháp Sư Tam Tạng chùa Đại Từ Ân có ghi, Ngài Huyền Trang lúc lâm chung bị bệnh, thần hộ pháp an ủi Ngài như thế này. Sư Từ Vô Thủy đã tạo nhiều ác nghiệp, làm tồn não hữu tình. Nay nhờ có chút bệnh mà ác nghiệp được tiêu trừ, cần phải vui mừng. Hồ cư sĩ, trước khi chưa biết Phật Pháp, ông tạo tội sát sinh rất nặng. Thế còn làm vua bếp, ông là tay đồ tể nổi danh. Thủ pháp giết vật nhanh nhẹn, gọn lẹ. Những thứ khó làm mà hễ qua tay ông, chỉ cần vài nhát đao là xong ngay. Hầu như mỗi ngày, ông Hồ đều nhậu nhẹt, hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Hơn nữa, lúc đó, ông còn cho học Phật làm mê tín. Có lẽ nhờ thiền căn kiếp trước, trong một dịp tình cờ, ông gặp cư sĩ Quả Khanh, tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Sau khi nghe Quả Khanh nhắc nhở khai thị rồi, ông liền quyết tâm từ bỏ hút thuốc, dứt hẳn rượu, thịt và bắt đầu ăn chay trường. Đúng là nghe liền tin thọ, do ông thay đổi cực mạnh như vậy khiến những người bạn tu học theo Phật nhiều năm phải tấm tắc ngợi khen bãi. Tháng 10 năm 2007, ông Hồ cùng một người bạn đi lễ Phổ Đà Sơn. Ngày đầu tiên hai người thành tâm nhất ý lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên đường, hễ gặp chùa thì bái Phật, tất cả đều thuận lợi. Ngày thứ hai, tối đó tại nhà khách, ông tắm xong, mới từ trong bồn nước ra ngoài, thì sơ ý bị trượt té, chỉ nghe ạch một tiếng, gối phải khuỵu xuống đất. Ông liền kêu người bạn chở mình tới bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán xương gối phải bị gãy, dập, nên hôm sau là ngày thứ ba. Ông được chuyển đến bệnh viện Thượng Hải, bác sĩ quyết định sẽ mổ ngay. Từ lúc té đến chờ phẫu thuật, chân ông sưng to, nhưng tuyệt không thấy đau đớn. Ông thầm tin sâu, đây chắc chắn là nhờ Phật lực gia trì, khiến ông tội nặng được báo nhẹ, nên càng tinh tấn niệm Phật, không gián đoạn. Tối đó mổ xong, do phản ứng hậu phẫu nên gối phải đau suốt đêm. Sau đó thì không hành đau nữa mà hồi phục rất nhanh. Có mấy người bệnh trẻ nằm chung phòng với ông, sau khi gãy xương phải trị liệu đủ thứ và nghỉ dưỡng tới 5-6 tháng, lại còn thường xuyên tẩm bổ canh xương hầm vì cho rằng phải ăn mặn như vậy mới đủ dinh dưỡng. Nhưng vết thương họ cho tới giờ vẫn chưa lành, nên họ cứ than rên trước mặt ông Hồ 60 tuổi này mãi. Qua đây đủ thấy, ăn chay, tu tập theo Pháp Phật, có thể đem lại trợ giúp rất lớn cho việc hồi phục sức khỏe. Xuất viện xong, ông Hồ tu học càng thêm tinh tấn. Trong thời gian các chân đau bắt đầu hồi phục, ông không thể quỳ trước Phật, chỉ có thể ngồi trên giường sám hối nghiệp sát sinh. Và biết bao ác nghiệp, thuở ông còn làm bếp. Ông chí thành tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đã bị ông giết, hy vọng chúng sớm lìa khổ, được vui. Sau khi mổ được 2 tháng, ông đã phá tan quy định của y viện. Bệnh chuyển tốt đến không cần chống gậy. Ông xuống giường cử động, đi lại trong nhà. Không bao lâu, do tính nôn nóng, Hồ huynh không cam tâm ở mãi trong nhà. Ông thường ra ngoài tham gia các hoạt động phóng sinh hoặc hội họp cùng đám bạn đạo. Mới đầu chúng tôi không yên tâm, đồng khuyên ông nên cẩn trọng, hãy ở nhà nghỉ dưỡng cho thật ổn, rồi hẳn ra ngoài. Nào ngờ,
lão Hồ tính cách vốn hào sảng, không những chẳng chịu nghe mà còn nói: "Chẳng hề chi, chân tôi hồi phục rồi, hiện tại đi đường không bị ảnh hưởng gì hết." Vừa nói, ông vừa chìa chân ra cho chúng tôi xem. Mọi người đều bật cười. Từ lúc ông gãy xương đến nay đã 7 tháng, nhưng nơi gối phải đến giờ thì chẳng còn vết tích chấn thương chi. Ông Hồ hoàn toàn cử động tự tại thoải mái, giống như người bình thường. Tiếng gọi đêm khuya. Năm nay tôi 28 tuổi, sau mấy năm yêu thương đồng thấm, ngày 28 tháng 5 2011, tôi cùng người bạn trai cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường xây dựng hôn nhân. Thời gian này phải nói là tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Một ngày cuối tháng 8, tôi về nhà thăm mẹ. Tình cờ nghe mẹ kể, không biết là người nào, hàng đêm cứ độ 22 giờ 5 phút là ở dưới lầu réo gọi tên tôi. Tôi nghe xong đâm sợ, vì thấy chuyện quá kỳ lạ nên cứ vặn hỏi mẹ: "Có phải là mẹ nghe lầm hay bị ảo thính ảo giác gì không?" Mẹ tôi khẳng định: "Tuyệt đối không có chuyện nghe lầm. Hồi đầu mới nghe thì mẹ cho rằng vùng này có nhiều người tinh quanh và nghĩ chắc là người ta kêu trùng hợp nên mẹ không để tâm. Nhưng lâu dần á thì mẹ phải để ý vì thấy chuyện này cứ tái diễn. Tính ra đã 3 tháng nay rồi." Bây giờ tôi nhớ lại, thầm phục tính gan dạ của mẹ. Vì trong suốt thời gian đó, tối nào trước 22 giờ bà cũng lên sân thượng đứng nhìn xuống, quan sát khắp chung quanh, mong phát hiện ra ai là kẻ giở trò chơi ác. Bà đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy chi. Nhưng khi bà vào nhà thì âm thanh nữ nhân kia cứ đúng 22 giờ 5 phút là vang lên réo gọi tên tôi. Bất đắc dĩ, mẹ tôi phải đem chuyện này kể lại cho tôi nghe. Lúc đó tôi vừa lo vừa sợ, càng cho rằng có thể là do bọn thổ phỉ gian manh nào đó làm. Chứ dưới bầu trời này làm sao lại có chuyện kỳ quái như thế được. Lòng đầy thắc mắc, lo âu, e là sẽ có việc không hay xảy đến cho mẹ. Tôi cũng muốn xác minh cho rõ thật hư, nên quyết định tối đó ngủ tại nhà mẹ. Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo trên tường. Âm thanh tích tắc, đều đặn vang lên. Lòng tôi thấp thỏm không yên và bị kích động tột cùng. Để giảm bớt lo âu, tôi và mẹ vừa chờ đợi vừa trò chuyện đúng 22 giờ 5. Thì tai tôi nghe rõ ràng âm thanh ôn nhu của một nữ nhân đang réo gọi tên tôi. Toàn thân tôi bỗng nổi ốc hết, mồ hôi tuôn đầm đìa. Lúc này không hẹn mà tôi và mẹ đồng buộc miệng nói một câu: "Có nghe gì không? Nghe không hả? Đúng vậy. Rốt cuộc tôi phải tin điều kỳ quái kia là có thật. Té ra trên thế gian này còn có cái gọi là quỷ kêu cửa. Tôi vô cùng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu, tâm tư sợ hãi, kinh hoàng cực kỳ. Nhưng cái giọng réo gọi kia tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. Đêm đó tôi hoàn toàn mất ngủ, nói đúng hơn là không dám ngủ vì quá sợ. Suốt đêm tôi cứ ngồi trên giường không dám chợp mắt, sợ đến cực điểm. Quá trình việc xảy ra này tôi chưa từng nghe ai kể cả. Tôi bị cơn hoảng loạn vây khốn khiến tâm tư mệt nhừ. Qua nửa đêm tôi có thiếp đi chút đỉnh và mơ thấy một nữ nhân gầy ốm, tóc ngắn, ôm một đống tiền to trước ngực. Tôi định tiến lại gần thì cô liền ném cho tôi tia nhìn đầy thù hận. Cứ thế tôi chịu đựng đến trời sáng. Tôi thực sự rất sợ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là việc gì. Trời sáng tôi đi tìm thầy nhờ xem thử, họ không nhìn ra nguyên nhân, chỉ nói là dường như kẻ này đến đòi mạng và dặn dò tôi buổi tối không nên để mẹ đi ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm, chẳng bảo đảm an toàn. Ngoài ra, thầy bảo tôi về nhà dùng 5 loại ngũ cốc ngăn nữ quỷ này. Tôi làm y như thầy bày, nhưng không thấy công hiệu chi, vẫn còn nghe tiếng gọi. Lúc này đã gần Tết Trung Thu. Thầy nói đến Trung Thu, nếu như không nghe kêu tên nữa, thì sau này sẽ không bị gọi nữa. Nhưng âm thanh lạ đó vẫn kêu réo tên tôi mỗi đêm không ngừng,
chẳng hiểu là chuyện gì. Chớp mắt, đã mùng 9 tháng 8 âm lịch, còn vài ngày nữa thì đến Tết Trung Thu. Ruột của tôi nóng như lửa, cứ sợ mẹ xảy ra chuyện không hay. Cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con hủ khỉ nương nhau mà sống. Tôi xem mẫu thân như sinh mạng của mình. Không có bà, tôi làm sao mà đối mặt với tháng ngày còn lại. Sáng đó, tôi liên tục gọi điện hỏi thăm xem có thầy nào đoán chuyện giỏi chăng. Tôi rất muốn nữ quỷ này bỏ đi. Hình như cô ta đối với tôi có mối hận vô cùng. Được bạn bè nhiệt tình mách bảo cho địa chỉ các nhà thầy chuyên gỡ rối, lúc này tôi rất hoang mang. Thường tự vấn, không hiểu mình đã làm điều chi có lỗi. Nếu quả có, thì tôi chẳng biết phải làm sao đây. Trong lúc rối ren, tôi bỗng sực nhớ, mấy năm trước, mình từng ghé một nữ sĩ có tài giỏi đoán rất hay. Thế là tôi quyết định đến nhà cô này. Vì ghé cách đây đã lâu, nên tôi không nhớ rõ về cô ta lắm. Sau khi liên lạc qua điện thoại, cô hẹn tôi sau 11 giờ trưa hẳn đi. Thế là qua 11 giờ, tôi đúng hẹn tìm đến. Đến nơi, tôi mới rõ cô này theo đạo Phật. Trong nhà cô thông thoáng sạch sẽ, cô thờ một tôn tượng nhìn rất quen, nhưng tôi không nhận ra là vị nào. Sau khi tôi trình bày chuyện mình, vị nữ sĩ kia, xin gọi là cô Lan, đã kể ra một giai thoại thề nguyện ngàn năm giải mối nghi này cho tôi. Khi đó, câu đầu tiên tôi hỏi là: mẹ tôi có bị nguy hiểm cái gì không? Bởi tôi là người lo cho mẹ nhất. Cô Lan đáp: không hề chi. Lúc này tôi mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô Lan định tâm một lúc rồi kể ra câu chuyện tiền kiếp của tôi, xin tóm tắt sơ lược như sau. Đời thứ nhất thuộc triều Chu, chúng tôi vốn là vợ chồng. Người gọi tên tôi hàng đêm hiện thời lúc đó mang thân nam làm tể tướng, tôi mang thân nữ là thê thiếp. Nhưng tôi lại giết chết phu nhân, tạo thành nghiệt duyên quan trái đời thứ nhất. Đời thứ hai thuộc triều Đường, người kia là chủ, tôi là tớ. Tôi lại nghe lời kẻ gian xúi dục, giết chết ông chủ. Cho tới đời hiện tại này, thì y là quỷ, tìm đến đòi mạng tôi. Cô Lan còn ghi cho tôi bài thơ, hai câu cuối cùng rất có ý gẫm như: lại gặp bồ đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Cô Lan hỏi tôi: có muốn hóa giải hay không? Tôi vội gật đầu, vâng lời cô. Trong tâm tôi không khởi tạp niệm, chỉ nghĩ một điều, nhất định sẽ thực hiện, làm tốt mọi yêu cầu. Lúc đó, cô kêu tôi quỳ trước tượng Bồ Tát. Tôi không ngăn được ra nước mắt, chẳng biết vì sao mình cứ muốn khóc. Cô ra hạn cho tôi 3 ngày, bắt tôi mỗi ngày phải niệm 3000 câu A-di-đà Phật và tụng 2 bộ kinh sám hối, còn đưa tôi một quyển kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và kinh Kim Cang. Hơn nữa, còn vì tôi tụng chú, mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng lúc niệm danh A-di-đà Phật thì lệ tôi rơi đập đìa, khóc nghẹn ngào. Sau đó, cô Lan bảo: yên tâm đi, tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu. Tôi lúc đó trong lòng bán tính bán nghi, tuy có thành tâm, nhưng lần đầu gặp việc như thế này, lòng đầy thắc mắc, hoài nghi. Tôi rời nhà cô Lan quay về thì đã xế chiều. Tôi và các thân hữu vừa ăn cơm vừa bàn về việc này. Cô bạn đồng đi phát biểu. Ngay lúc cô bạn nói như vậy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện câu thơ: lại gặp bồ đề hộ cho an, giúp ta hóa giải oán cù này. Tôi giải thích cho cô bạn nghe, nhưng mặt cô vẫn đầy nghi ngờ. Bất kể bạn tôi phê bình, ngăn chê thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trường, đã hứa thì phải làm. Ăn chiều xong, tôi đến ngay chỗ của mẹ, kể hết mọi việc vừa rồi. Mẹ cũng nghi ngờ, thắc mắc đầy, cho rằng việc này ngoài sức tưởng tượng. Bà nói, mình sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp việc lạ như thế này. Ai cũng không tin, ngay cả bản thân tôi cũng còn hoài nghi, nhưng tôi vẫn phải làm. Vì mẹ, tôi buộc phải làm. Từ giả mẹ, tôi về với mái ấm của mình. Ông xã rất lo cho tôi, nhưng hoàn toàn chẳng tin được những việc kỳ cục như thế này.
vì vậy anh không bàn nhiều về chuyện này. Tối đó mình tôi ở nhà nhắm đọc lại bài thơ cô Lan đã biên, rồi nhớ đến những câu chuyện tiền kiếp xa xôi ghi trong đó, không kềm được lệ rơi tràn mặt. Tôi buồn bã vạn phần và thầm nghĩ rằng sao mình có thể tạo tội lớn như thế được chứ. Được mang thân người là rất khó, rất quý, vậy mà tôi lại nhẫn tâm giết họ tới hai lần, ra tay sao mà ác quá vậy. Thế là tôi lại khóc, thầm tự hỏi vì sao y không sớm điểm hóa, cảnh tỉnh tôi. Tôi cảm thấy hết sức thống khổ, bèn mở cuốn kinh sám hối ra tụng, mà lệ rơi đầm đìa. Sau đó, tôi đến ở nhà mẹ 3 ngày. Trên đường đi, miệng tôi không ngừng niệm Phật. Ở chỗ mẹ, tôi lo tụng kinh sám hối, dù tâm tư căng thẳng cao độ, nhưng lúc ngồi trên giường, tôi liên tục niệm Phật. Chẳng biết vì sao, lòng cứ muốn khóc. Ngó lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 22:30. Hôm nay đúng là không còn nghe tiếng réo gọi tên tôi nữa. Quá nửa khuya, tôi ngủ thiếp đi. Trong mộng thấy cô gái kia nắm tay tôi tỏ vẻ vui mừng, hớn hở. Ánh mắt nhìn như muốn nói, làm rất tốt. Tôi trải qua một đêm bình an. Buổi sáng thức dậy, tâm tư tạm ổn, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Đến tối, thấy mẹ lăng xăng làm việc, lòng tôi cảm thấy rất hoảng loạn và buồn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh, nên bảo mẹ hãy gần tai làm việc để cùng niệm Phật với tôi. Lúc này tôi phát hiện, gió thổi từng cơn, rất lạnh. Lạnh đến nỗi tôi nổi óc, đổ mồ hôi khắp người. Tôi hỏi, mẹ có mở cửa sổ ra không vậy? Không có. Tay tôi lạnh cống. Tôi cảm giác như khí âm đang lùa phủ ở khắp nơi. Y đã đến bên cạnh tôi. Hình như y không tín nhiệm tôi. Tôi bảo y hãy yên tâm và trân trọng hứa nhất định mình sẽ niệm Phật tốt để cầu cho y được thoát ly khổ hải. Tôi xin y hãy tin tôi. Tôi vừa niệm Phật, vừa khóc, niệm mãi cho đến khi tâm trở nên bình an vui vẻ, có thể mỉm cười. Lúc này tay tôi dần dần ấm áp trở lại. Buổi sáng thứ 3, đây là ngày cuối cùng, tôi quyết định phải ráng niệm Phật và sám hối thật nhiều. Buổi sáng tôi tụng 10 biến, chiều 2 biến, tối 2 biến. Suốt 3 ngày này tôi luôn giữ liên lạc cùng cô Lan. Khi tôi đến gặp cô Lan, cô tặng cho tôi cuốn Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh. Tôi đọc thấy trong đây có rất nhiều câu chuyện nhân quả tuyệt hay. Tôi nghĩ mình nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người đã từng bị mình sát hại, gây tổn thương. Thế là tối đó tôi tụng 5 biến kinh. Đêm đó tôi ngủ rất an. Có một việc tôi quên kể là vào buổi chiều ngày thứ 2 đã phát sinh một việc lạ lùng. Khi đó tôi nảy ý rất thèm nghe niệm A-di-đà Phật. Liền lên mạng tìm, tôi ngồi trước máy vi tính, yên lặng lắng nghe mà lệ rơi đầy mặt vì cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi. Thế là tôi liền quỳ xuống, thể hiện lòng ăn năn sám hối. Lúc này tôi mới chú ý và phát hiện ra trên màn hình máy vi tính đang rung động dữ, còn tôi thì lệ rơi đầm đìa. Ngay lúc này, trong máy bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng. Tôi đang cầm 2 đồi trái cây gồm chuối và nho đi đến nhà cô Lan. Tôi không hiểu điều này là sao nên không để ý lắm. Sự việc cuối cùng được giải quyết xong. Ngày thứ 3, quả nhiên hết còn nghe tiếng nữ quỷ kêu réo, lòng đầy tri ân, nên ngày 14 âm lịch, tôi về đi mua nho, chuối, đem đến cảm tạ cô Lan, giống y như cảnh tôi thấy trên vi tính hôm qua. Cô Lan bảo tôi hãy đảnh lễ tượng Phật. Lúc lễ ngài, lòng tôi cực kỳ xúc động muốn khóc, có cảm giác rất lạ. Chiều 14 âm lịch, tôi và ông xã đi thăm mẹ. Chồng tôi mua thịt, vừa ăn. Bình thường tôi rất thích và có thể ăn 7-8 miếng. Nhưng hôm đó, mới ăn tới miếng thứ 4, thì tôi ăn không nổi nữa. Sau đó thì bao tử bỗng phát đau, khiến tôi nôn mửa dữ dội. Khi ấy tôi nghĩ, chết rồi, chẳng lẽ mình đã phạm lỗi gì nữa rồi? Hôm sau là Tết Trung Thu, rằm tháng 8, tôi lại mơ thấy một ác mộng kinh khủng. Trong mộng là một vực thẳm to rộng, sâu hun hút, nhìn không thấy đáy. Trong đó vang lên tiếng nữ quỷ trách mắng.
Người cứ sống như thế này thì bao giờ ta mới có thể thoát khổ? Người hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi. Tôi kinh hãi ngồi bật dậy. Trời chưa sáng hẳn, liếc nhìn ông xã đang ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng chỉnh thân, niệm thầm A Di Đà Phật, cầu xin ngài ban cho con đáp án. Giấc mộng vừa rồi đáng sợ làm sao, con đã làm gì không tốt ư? Niệm Phật được một hồi thì tôi thiếp đi. Trong mộng thấy hiện ra một câu thơ. Ngay khi thức dậy, tôi đã vội vàng ghi lại, nhưng không sao nhớ hết. Chỉ nhớ rõ bốn từ: ăn chay, niệm Phật. Sáng ra, đúng rằm Trung Thu, tôi kể cho mẹ nghe mọi việc và tuyên bố kể từ đây mình sẽ ăn chay. Cả nhà đều thắc mắc không hiểu vì sao tôi chẳng chịu ăn thịt. Mẹ vốn rất thương và ưa chăm sóc tôi, đoán rằng chắc tôi muốn giảm cân. Nhìn cảnh mọi người ăn thịt uống rượu, tôi không thèm chút nào. Cứ thế, tôi ăn chay luôn đến bây giờ mà không hề thèm mặn. Gia trạch dần bình an, tâm tư mẹ tôi cũng tốt lên. Trước đây mẹ tôi rất gan dạ, nhưng bây giờ mỗi khi lên sân thượng, lòng đã có chút sợ. Khi bà ở cơ quan, lúc rảnh cũng tranh thủ niệm Phật. Bà nói bây giờ tâm tư của bà đã tốt hơn nhiều. Chồng tôi dù không tin, nhưng đối với việc ăn chay niệm Phật của tôi cũng không phản đối. Anh chỉ cần tôi bình an không sao là được. Từ khi tiếp xúc với Phật Pháp đến đây, thời gian đã hơn một tháng. Trước đây, nhân vì tôi bị quan gia đòi nợ mà tinh tấn tu. Gần đây, nhờ nghe giảng Phật Pháp thường, lòng xúc động, lệ luôn không kìm được. Tôi là một người tuổi trẻ, sớm thành đạt, nắm đủ danh vọng, tiền của trong tay. Sau khi trải qua việc này rồi, tôi hiểu được những liên quan giữa con người với nhau, cùng thấy mạng sống thâm tình là rất quý. Quan trọng nhất là tôi đã thực sự ngộ ra và cảm nhận được Phật Pháp có uy lực rất lớn, không hề nghĩ lường. Việc này khiến tôi xúc động thấm thía. Tôi tin sâu nhân quả báo ứng. Sự tình xảy ra đã giáo dục tôi và giúp tôi hiểu được ý nghĩa của đời sống, cũng như đã biết khoan dung với lỗi người, nghiêm khắc với mình. Sống phải hiếu kính cha mẹ, phàm làm gì phải có ích cho mình và người. Đối với việc học Phật, tôi luôn để tâm khắc phục, điều chỉnh từng tật nhỏ của bản thân. Tất nhiên quá trình tu sửa này đòi hỏi sự thực hành liên tục, bền chí suốt thời gian dài, bởi bất kể bạn làm gì, trong tâm phải luôn có Phật. Thu Oanh. Lời người dịch. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 6 có ghi, Phật dạy: Này Phổ Quảng, nếu đời vị lai, nếu có những chúng sanh nào hay nằm mộng thấy các quỷ thần cùng những hiện tượng hải hùng hoặc hình bóng khác, họ buồn bã khóc lóc, rầu rĩ than thở, vân vân, đó đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, hiện đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục hoặc người liên quan đến họ trong đời trước, mong tạo cách cứu họ thoát khỏi ác đạo. Vì vậy, ông nên dùng thần lực khiến các người gặp quái cảnh kia đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tụng kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc 7 biến. Như vậy, cái quyến thuộc của họ dù đang bị ở trong ác đạo, khi nghe tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát, không còn hiện về trong mộng nữa. Mới đầu tôi có hoài nghi về hiện tượng gọi ban đêm này, vì mãi băn khoăn nên tôi chưa thể dịch xong chuyện. Thì chợt nghe tin một người thân của tôi bị tai nạn đột tử. Chị lìa đời khi tuổi còn rất trẻ và bỏ lại đứa con còn thơ bé. Sau khi an táng chị xong, đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng chị gọi tên con thảm thiết. Bạn tôi là tu sĩ, tất nhiên khi tường thuật không hề nói dối. Vì vậy mà tôi tự tin và an lòng ráng dịch cho xong câu chuyện này để chia sẻ cùng bạn đọc. Còn dưới đây là câu chuyện tự thuật của một thông linh. Ngài Tuyên Hóa thường nói: Một thông, tất cả thông, đạt đạo tức thông linh. Từ thông linh trong đây không hề đề cập đến những người thần kinh yếu, bị phần âm theo gá dựa, hoặc kẻ có sức tự chủ yếu, thường xuyên thấy ma quỷ, mà người bình thường dương khí mạnh,
không hề thấy. Người thông linh trong đây muốn nói là vì có công phu đặc biệt, luôn dùng khả năng mình giúp thế dân hướng về con đường tu sửa bản thân hoàn mỹ, chân chính. Anh kỹ sư kiến trúc. Có một kỹ sư kiến trúc tuổi trẻ giàu sang, rất thành đạt, mạnh khỏe. Quanh năm lui tới Giang Tô dựng các công trình đại thiết kế. Tuổi còn trẻ mà giàu kết xù, nên vô cùng đắc ý. Ông tha hồ phóng túng tình dục, tận hưởng quan lạc. Đến năm 45 tuổi thì phát bệnh. Khi đi khám mới hay là bướu phổi thời kỳ cuối. Sau đó anh tìm đến với Phật giáo, xuất ra 25 vàng ấn tống cuốn Nhân Quả Phù Giải Lương Hoàng Sáng của Quả Khanh, còn bỏ ra khoản tiền cực lớn tu sửa niệm Phật đường Giang Tô. Xây dựng xong thì giao cho tín chúng tại đây niệm Phật, không hề thu phí một xu. Tín chúng vùng này vì vậy rất mang ơn ông, nhưng bệnh nặng của ông là không có biến chuyển gì tốt. Sau ông nhân duyên hội đủ, nhờ một cư sĩ vùng này giới thiệu, ông được gặp cư sĩ Quả Khanh. Ở trước mặt Quả Khanh, ông khóc to, thống thiết sám hối, kể ra bao ác nghiệp của mình, nào là trốn thuế, lấn chiếm tiền tài trên lẫn dưới, thậm chí còn phóng túng tà dâm đủ kiểu. Do giàu có nên ông tìm ăn đủ thứ sơn hào hải vị, không gì mà chưa từng nếm qua. Thậm chí cả thai non, thai hư, ông cũng chế thành mỹ vị mà thưởng thức. Quả Khanh nhắc ông, muốn sám hối phát lộ thì nhất định phải sám cho đạt được thanh tịnh. Bắt buộc phải thông báo ác hạnh mình làm khắp thiên địa để cảnh tỉnh thế nhân. Bản thân phải phát thệ, quyết không phạm lại nữa. Nếu làm được vậy, tội ác mới tiêu trừ, bệnh ông nhất định sẽ chuyển tốt. Bởi thế mới có câu, đầy trời sám hối liền tiêu. Nghe Quả Khanh khai thị xong, ông thống khổ nghẹn ngào, lập tức sám hối, khai rằng mình còn duy nhất một lỗi tà dâm vẫn chưa đoạn trừ. Sau khi ông sám hối triệt để, đạt được thanh tịnh rồi, thì chứng bệnh nặng kia không bao lâu được lành. Xem như ông từ cõi tử được hồi sinh. Lúc ông đến bệnh viện kiểm tra lại, thể chứng bướu phổi thời kỳ cuối đã tiêu tan, nhưng trong phổi vẫn còn chút nước. Nhân đây Quả Khanh khai thị cho mọi người hiểu, bệnh là tự mình gây ra, nên cũng do mình trị. Nếu không chịu tu, không sửa hết mọi thói tật lỗi lầm nơi bản thân, thì dù có gặp Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vô ích. Quả Khanh nói, con người ta có ba căn bệnh là tham, sân, si. Phương pháp trị rất đơn giản, phải dùng giới định huệ chữa trị. Trong bộ sách Báo Ứng Hiện Đời, toàn kể những câu chuyện có thực do Quả Khanh đích thân trải qua, chứng kiến. Khi tường thuật chỉ đổi tên người và địa danh. Thực ra chuyện gặp Hòa Thượng Diệu Pháp không phải xảy ra ở Ngũ Đại Sơn, đó cũng chỉ là địa danh tạm đặt. Không ngờ sau này bị nhiều người mạo nhận giả xưng là Hòa Thượng Diệu Pháp và đi khắp nơi lường gạt. Họ còn đem ảnh mình in lên sách, quảng bá lưu truyền và mạnh dạn tuyên bố rằng ai muốn gặp Hòa Thượng Diệu Pháp một lần thì phải nộp một vàng. Vì vậy xin khuyên mọi người không nên lên Ngũ Đại Sơn tìm Hòa Thượng Diệu Pháp nữa, bởi Hòa Thượng Diệu Pháp chỉ là tên tạm đặt. Có lần ngày Quả Khanh đang giảng pháp, bỗng có một ông tiến đến hỏi, ngài là Dương giáo sư, con đọc xong câu chuyện trong xưởng có gì nhà tôi có đó của ngài, cảm thấy tình cảnh mình cũng giống như vậy, bèn làm y theo và bệnh lưng nhiều năm của con đã được lành, nay mạo muội tìm đến để cảm ơn ngài. Một người không biết gì về Phật thử đến nghe Quả Khanh giảng kinh Địa Tạng, trong lúc đang dự thính bỗng cảm giác có luồng nhiệt lượng chạy khắp người khiến toàn thân tê rần. Nghe xong họ đi về nhà thì phát hiện chứng bệnh đi cập khiển của mình đã lành. Tu hành là tu nơi tâm, không cần phô trương hình thức bên ngoài, cũng không nên hướng ngoại tìm cầu. Phải nhớ rõ, không làm các điều ác, dân làm cái điều lành. Tự tịnh thân khẩu ý mới là làm đúng theo lời chư Phật dạy. Bạn không nên ăn thịt loài vật, nếu ăn bạn sẽ bị bệnh rất khó khăn. Cho dù bạn không lễ Phật dâng hương
không có tượng Phật, nhưng tâm bạn hoàn toàn chuyển tốt thì bệnh gì cũng lành. Vài nét giới thiệu về vua tiên tri họ Liên. Ông là người Đài Loan, nổi danh là nhà xem số mệnh đại tài, có thể tiếp xúc với cảnh giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấu đến. Vị mà Liên Sinh giao tiếp có tên là Thần Phúc Lộc. Trong quá trình làm việc, càng hiểu nhân quả, ông càng kính ngưỡng Phật giáo và phát tâm quy y, thệ nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, nguyện đem khả năng đặc biệt của mình để giúp thế nhân hồi đầu hướng thiện. Sau đây là bài viết chia sẻ về luật nhân quả rất hay của ông. Thần Phúc Lộc. Các bạn chẳng nên than oán là số mình không may, bởi thực ra khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báo số mệnh của chúng ta rất lớn, nghĩa là bạn vốn có thể đạt được, hưởng được rất nhiều phúc lộc tuyệt hảo tối ưu. Nhưng chính do sự thiếu hiểu biết về nhân quả mà ta đã vô tình tàn phá phúc báo của mình bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức. Chính ý nghĩ, lời nói, hành vi không tốt của ta đã chiêu vời và tạo ra vận số long đong bất như ý cho mình. Bạn đừng vội cho lý luận này làm mê tín. Cuộc sống quả thực có số mệnh, dù số mệnh này do ta tạo ra và chính đó lại đeo theo trói lấy ta. Nhưng số mệnh vẫn có thể chuyển tùy theo nghiệp tạo thiện ác của mình. Những người sự nghiệp thành đạt, được đại phú quý đều tin vào lý này. Sống mà thiếu trí tuệ thì rất dễ khốn khổ, bần hàn. Khi nghe tôi nói vậy, xin bạn đừng vội buông lời biệt thị mà cho là mê tín. Xin hãy chịu khó, động não gẫm suy để hiểu cho rõ ngọn nguồn, hoặc hãy đích thân tự thí nghiệm thử xem sao, rồi hẳn đưa ra kết luận. Tôi xin thưa với bạn là, những cảm nhận thấy biết thuộc các giác quan con người vốn không đáng tin, bởi ta rất thường bị chúng lừa. Xin hãy nghĩ xem, mắt người có thể nhìn được mấy phần trăm ánh sáng trong tổng số ánh sáng hiện hữu? Tai ta có thể nghe mấy phần trăm âm thanh trong tổng số âm thanh hiện hữu? Mùi có thể ngửi được mấy phần trăm mùi trong thế giới? Lưỡi có thể nếm mấy phần trăm trong tổng loại vị? Ta có thể cảm xúc được vật, nhưng đạt được mấy phần trăm trong tổng số vạn vật? Chẳng lẽ hễ những gì giác quan ta cảm nhận không đến không thấu, nghĩa là nhìn, nghe, nếm, chạm sờ không tới, thì cứ quả quyết là không có tồn tại ư? Chuyện thứ nhất, thời còn trong quân ngũ. Hồi đó, tôi gia nhập đội quân đo lường, năm 802, khi ấy phó đoàn trưởng là Ngụy Thanh Bình. Tay cầm một xấp tiền, bảo tôi phải trả lời ngay là ông đang cầm bao nhiêu. Tôi đáp, 14 xấp. Ngày chính ông cũng không biết rõ mình đang cầm bao nhiêu, nên khi nghe tôi trả lời, ông bèn đếm thử và trợn tròn mắt ngạc nhiên vì kết quả đúng y như vậy. Việc này đã khiến cái đầu vô thần của ông mềm đi, từ đó ông quy y Phật Pháp, phát tâm niệm Phật tụng kinh. Có một vị ăn nói cứng cỏi đanh thép, tôi gọi là ông Biện Sắt, vì ông hay nhạo báng cười chê khi thấy mọi người tin vào việc dự đoán của tôi. Một hôm, ông đến chỗ tôi, nói huyên thuyên trên trời dưới đất một hồi, rồi hỏi, anh có thể đoán xem đêm qua tôi đã làm gì hay không? Tôi đáp, đánh mặt trượt. Vị Biện Sắt này ngây người một lúc, hầu như không dám tin vì sao lại quá đúng như thế. Ông bảo, đúng là tôi đánh mặt trượt, nhưng anh có thể đoán tôi thua thắng bao nhiêu không? Đây là một thách thức lớn, mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đáp, thua 880 đồng. Ông Miệng Sắt kêu to, đúng đúng đúng, quả nhiên đoán giỏi như thần, khiến người ta không dám tin, trong thiên hạ sao lại có việc này chứ? Rồi ông Miệng Sắt kể, thiệt ra là tôi chỉ thua 800 đồng, thua rồi thì thôi, tôi đang sửa soạn về, thì có người bạn ngồi gần ngỏ ý cho tôi mượn 80 đồng. Tôi nghĩ thầm, mượn 80 đồng này, biết đâu có thể gỡ gạt được. Kết quả cũng thua luôn, vừa đúng 880 đồng. Chuyện là như vậy đó. Xin đừng làm việc tổn đức. Thưa các thiền tri thức, các bạn đồng tu, tôi học Phật không lâu, đối với Phật Pháp hiểu biết không uyên thâm, chẳng dám nói bàn nhiều. Chỉ xin dùng kinh nghiệm bản thân chia sẻ cảnh báo với mọi người, ngàn vạn lần chớ nên làm việc tổn đức, đừng sát sinh hại vật, trộm cướp tà dâm. Ngày đây,
tôi cũng xin cảm tạ trang web Phật giáo đã cho tôi cơ hội kể ra những tội mình đã tạo trước đây để mọi người cùng cảnh giác. Nếu quý vị xem bài viết này mà muốn lăng mạ, chửi rủa hay khinh rẻ tôi, thấy đều được tất, vì đó là phúc phận của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung bình. Từ lúc biết nhận thức thì tôi đã làm một công việc cực kỳ thất đức là dành nhà xí. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Khi ấy ông cố là phụ thân bà ngoại cùng ở chung với chúng tôi. Ông cố tuổi đã cao. Gặp lúc muốn đi vệ sinh, nếu như vào mùa một chút là sẽ không khống chế được và sẽ đại tiểu tiện vãi ra, trầy dính cả người. Nếu mà xảy ra chuyện này thì ông bà ngoại tôi sẽ chửi mắng cụ cố dữ dội, rất khó nghe. Hồi đó tôi chưa hiểu biết gì, nhưng tính ưa chơi nghịch. Hễ thấy cụ cố đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí là tôi lập tức chạy tới nhào vào trong đó trước, đóng chặt cửa lại. Mặc cho cụ cố ở bên ngoài rên rỉ kêu la, tôi cũng không thèm mở cửa. Đợi cụ cố đại tiểu tiện trầy dính quần rồi, tôi mới chịu đi ra. Chính vì tôi làm như vậy mà ông cố bị bà ngoại chửi rủa thậm tệ, khiến cho ông rất buồn khổ. Nguyên nhân lớn nhất là tại tôi, do tôi mà sinh chuyện. Thế nhưng tôi cứ diễn mãi trò này, làm ông cố đau khổ rất nhiều. Mãi tới sau này, khi cụ cố hôn mê, trong lúc mơ màng, ông thường rên rỉ gọi tên tôi và bảo: "Hãy mau mở cửa ra, mau mở cửa ra." Lúc đó tôi không biết mình làm như vậy là thất đức. Rồi cụ cố qua đời, có lần cụ báo mộng cho mẹ tôi, dặn dò rằng tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, xin bà đừng có đánh tôi. Lúc đó dù còn rất nhỏ, nhưng mỗi khi nghe mẹ kể như vậy, tôi cảm thấy rất hối hận và buồn. Tôi thường trùm chăn kín mít, khóc tỉ tê. Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy đau lòng. Có lẽ do nhân xấu, do hành vi tác tệ ngày nhỏ, mà bây giờ tôi nhận lại quả báo đó. Hiện nay, tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng cảm thấy tình huống mình và cụ cố không khác nhau bao nhiêu. Tôi thường hay mắc tiểu không thể nhịn được, nên rất thống khổ. Dù có đi bệnh viện khám, cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, tất cả đều bình thường. Trước đây tôi không rõ, nhưng sau khi đi học Phật rồi, tôi mới hiểu đó chính là quả báo do ác nghiệp ngày xưa tôi đã tạo. Hiện giờ, tôi chỉ biết gánh lấy, nếm mùi vị đó cho thấm thía, chỉ riêng mình biết mà thôi. Cho nên, xin các bạn đồng tu, ngàn vạn lần chớ nên làm việc xấu, sớm muộn gì quả báo cũng sẽ trổ ngay trên thân các bạn. Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ưa đi bắt chuồn chuồn, dế, các loại côn trùng, vân vân. Lúc đó tính tôi tàn nhẫn, nên ưa ngắt tay chân, bẻ cánh, hành hạ, giày vò chúng, cho chúng chết mới vui. Trong nhà tôi có rất nhiều thuốc men, tôi thường lấy nước sôi, hòa với thuốc, tạo thành thuốc nước, sau đó dùng kim tiêm, bơm nước thuốc này vào trong bồn dế và các loại côn trùng. Chúng bị tôi hành hạ rất nhiều. Bây giờ nhớ lại, đúng là mình tạo quá nhiều nghiệp sát. Tội lỗi dẫy đầy. Sau đó, tôi còn đi phát tổ khiến, bắt dế. Tôi chế nước cho ngập hang, sau đó đắp bùn, làm thành để chặn bắt chúng. Tội rất lớn. Sau này khi lớn lên, trong nhà tôi nuôi chó liên tục, vì nuôi con nào chết con đó, nên cứ phải nuôi tiếp. Chỉ cần là chó không nghe lời, thì tôi đánh chúng tàn bạo. Bây giờ viết lên đây, nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi thấy mình không phải là người. Tôi xin thành tâm sám hối tội ác của mình. Hồi đó, tôi gieo trồng ác nhân, tất nhiên sẽ phải gặt quả. Vì vậy mà mấy năm trước, tôi bị bệnh nứt da. Một khi thời tiết trở lạnh thì tai sưng phù rất dữ, khiến đêm ngủ chẳng được, cả tay chân đều đau như bị vô số côn trùng cắn rứt. Cơn đau hành hạ thống khổ, tưởng có thể chết đi được. Lúc đó tôi chưa biết là mình bị trả quả, lo chạy chữa đủ cách. Nào là uống thuốc, tiêm chích, thoa đắp,
nhưng chẳng hiệu quả chi, ngược lại, bệnh càng nghiêm trọng. Sau này học Phật rồi, mới hiểu ra, tất cả đều là báo ứng nhân quả. Do tôi ngày xưa tàn hại các loài vật nhỏ, cho nên phải thọ quả báo như vậy. Đúng lý phải như thế thôi. Chính giờ học Phật, lễ Phật, mà gần 2 năm nay, chứng bệnh của tôi không còn nặng nề nữa. Hiện giờ, tai của tôi vẫn còn nứt nẻ, nhưng thuyên giảm nhiều. Điều này phải cảm tạ chư Phật Bồ Tát. Hiện nay, mỗi khi gặp thực bệnh chi, đặc biệt là bệnh nghiệp chướng, tôi đều rất thản nhiên, bởi vì tôi từng tạo ác thì phải chấp nhận gánh lấy hậu quả. Có một việc sau cùng, tôi muốn cảnh báo mọi người. Ngàn vạn lần không nên tà dâm. Lúc đó do tôi chưa hiểu gì, lại do chưa được biết đến Phật Pháp, nên ở độ tuổi thanh xuân, sức lực sung mãn, lại thêm hay xem sách, phim đồi trụy. Nên thường bị khởi dục, và tôi phải tự thỏa mãn. Mỗi khi dục phát mà không biết điều dục, thì dần dần hình thành thói quen xấu, tệ đến mức chỉ cần vừa nhìn các hình ảnh nude là tôi khởi dục ngay, và phải tự thỏa dục, đến nỗi tắm rửa gì cũng phát dục, dần thành thói quen. Hồi chưa học Phật, chưa biết đạo, hễ dâm niệm dục vọng tới, thì tôi cứ tự thỏa mãn, cho đó là tự nhiên. Nhưng do làm điều này riết, tướng mạo của tôi cũng thay đổi. Đúng là như thế mà, tôi không có nói dối đâu. Bởi nhân cách mình xấu, thì tướng sẽ đổi tệ theo. Xin bạn hãy tin tôi, nếu ai vướng phải thối xấu này, thì nên từ bỏ triệt để, sẽ rất có ích cho bản thân. Nguyên là tướng mạo của tôi vốn rất oai phong, hình dung thanh tú, nhưng do tôi thường hay tự thỏa dục, nên tướng mạo cũng bị thay đổi, biến thành cực kỳ thô tục, sức khỏe cũng kém. Vì tinh lao lực tổn, cộng thêm lỗi lúc nhỏ đã phạm với cụ cố, khiến quả báo tôi lãnh càng thêm nặng, tiểu tiện khó, khổ đủ mọi bề. Sau khi học Phật rồi, tôi mới hiểu và nhận ra đây là những hành vi bất hảo, nên một bề thề nguyện từ bỏ. Nhưng mà, dâm niệm một khi khởi, nó mạnh cuồn cuộn, rất khó chịu. Nhưng từ thỏa mãn, rồi lại thấy có tội, còn khổ hơn. Mãi đến vài tháng trước, tôi mới hoàn toàn chiến thắng và làm chủ được mình. Giờ tôi kiên trì mỗi tuần đến chùa lễ Phật, thành tâm lạy sám hối. Sau đó, được nghe giảng về lòng đại từ đại bi và ích lợi của việc niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Nên mỗi khi dâm niệm khởi, tôi liền niệm thầm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm xong, tôi lại quỳ tiếp, xin Ngài gia hộ cho con dứt trị lòng dâm. Tôi cứ niệm và quỳ như thế liên tục. Kết quả thật kỳ diệu, dâm niệm tự nhiên tiêu tan, thực sự tiêu mất hết. Hồi mới tập tu, một tuần tôi khởi niệm dâm 2-3 lần, sau đó suốt 2-3 tuần đều không khởi. Bây giờ thì không còn bóng dáng đó, vì trong lòng tôi chỉ có Phật. Việc này phải cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm. Không có Ngài, có lẽ tôi cũng vẫn còn trầm mê vô phương tự cứu. Khi không biết đạo, phần đông người ta thường cho rằng thỏa dục là khoái lạc nhất. Nhưng nếu bạn nếm một lần hạnh phúc bình an thanh thoát của vô dục rồi, bạn sẽ không còn muốn trở lại cảnh giới đầy bùn đó nữa. Về đạo Pháp, tôi không dám bàn huyền, nói dịu nhiều, chỉ thấy là kể từ lúc tôi ăn năn quyết tâm tu sửa, dẫu có bệnh hoạn gì cũng giảm nhẹ đi, cho dù phải trả quả thì cũng không quá thống khổ và cam được. Tiểu tiện cũng không còn khó chịu nữa. Chư vị đồng tu, đây là kinh nghiệm đích thân tôi trải qua, những lỗi tôi từng phạm, thuở giờ luôn che giấu không dám nói cùng người. Hôm nay, tôi thu hết can đảm giải bày ra hết, vì mong rằng những vị nào từng phạm lỗi giống tôi sẽ mau sớm sửa đổi để cùng được an lạc. Nếu tôi không được biết đến Phật Pháp, thì có lẽ hiện giờ quả báo tôi phải trả rất là nặng, rất là thê thảm. Nhưng giờ tôi được nghe Phật Pháp, biết ăn năn, sám hối, sửa lỗi, tu tỉnh, thệ nguyện đổi mới bản thân, nên hiện tại tôi sống rất hạnh phúc. Rõ ràng là Phật Pháp đem đến hạnh phúc cho con người.
tôi xin đem kinh nghiệm của mình ra, chân thành chia sẻ, hy vọng mọi người cảnh giác, xin đừng bao giờ bước vào nẻo sai giống như tôi đã phạm, vì đó là tử lộ. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn chư vị đã kiên nhẫn, chịu khó đọc hết bài văn lườm thượm này của tôi. Nếu quý vị cảm thấy là tôi quá ti tiện, quá tàn nhẫn, đáng khinh, thì hãy lớn tiếng mắng tôi thật nhiều. Bởi tôi xứng đáng vì như thế, tôi không trách quý vị, mà còn phải cảm tạ nữa. Nếu như quý vị có thể đem chuyện của tôi kể cho bạn bè nghe để họ cảnh giác, giúp những người trước đây từng có hành động giống như tôi sớm được tỉnh ngộ, thoát ra nẻo sai, thì không còn gì quý bằng. Trong chết được sống. Thông thường, người ta chỉ khi nào lâm vào bước đường cùng mới khởi ý đến với Phật Pháp, cầu gia hộ. Lúc đó nếu có duyên lành gặp được thiện tri thức hướng dẫn, hành đúng pháp sám hối, chí thành học Phật, thì có thể chuyển nguy thành an, sống lại từ chỗ chết. Nhưng trước bao quả báo khổ não phải thọ nhận, có bao nhiêu người sở hữu được may mắn này? Vì vậy, chúng ta phải luôn nhớ vô thường, nghe liền tin thọ, phải biết trân quý bội phần những ưu khuyết từ kiếp người. Sống nên thuận theo dòng thiện, sửa đổi lỗi xưa, ăn chay trì giới, hiểu rõ nhân quả, dứt ác theo lành, phá bỏ vô minh chồng chất, giữ chánh tri kiến, mới có thể tránh được tai nạn họa ương trùng trùng. Có nữ cư sĩ họ Lưu, tuy tin Phật nhiều năm, nhưng do gia đình phản đối nên mãi vẫn chưa ăn chay, tín tâm học Phật cũng không kiên định. Cuối năm 2007, Lưu cư sĩ khám bệnh, bất ngờ phát hiện ruột bị ung bú. Sau khi tái khám, bác sĩ bảo: "Cô về nhà nghỉ dưỡng, thích món gì thì cứ ăn. Bệnh này mạng sống chỉ tính từng ngày." Lưu cư sĩ hoàn toàn bất ngờ. Bình thường cô không nghĩ là bệnh này nặng đến vậy. Giờ xem như đã bất trị, là thời kỳ cuối. Vô thường đến nhanh quá, khiến cô trở tay không kịp, nên tâm phát sinh chán nản, tuyệt vọng đầy. Lúc này cô nhớ lại, mấy hôm trước, dì và vài bạn đạo đến thăm đã nhiều lần khuyên cô nên ăn chay, niệm Phật, tụng kinh cho tốt. Thế là cô âm thầm hạ quyết tâm, phải trì giới ăn chay, chấm dứt không tạo sát nghiệp. Cô sẽ chân chánh tu học Phật Pháp, cầu Phật lực gia trì giúp cô ra khỏi tuyệt lộ. Về nhà rồi, Lưu cư sĩ kể rõ bệnh trạng nghiêm trọng của mình cho mọi người hay, và kiên quyết nói: "Tôi không còn sống bao lâu nữa. Trước đây tôi đã tạo nghiệp sát quá nặng. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi nhất quyết ăn chay tu học. Xin mọi người ủng hộ cho." Chồng và các con cô thuở giờ luôn phản đối không cho cô ăn chay, lúc này đành im lặng chiều theo. Mặc dù cô mới bắt đầu ăn chay tập tu, nhưng nỗi sợ cái chết và bệnh hoạn đau đớn dày vò khiến cho cô nhiều lần thối tâm, tinh thần đang nằm trên bờ vực suy sụp. Đang lúc cô hành trì hết sức khó khăn, thì dì và các bạn đạo liền đưa tay ra giúp. Họ dẫn cô đi phóng sinh và đồng tụng kinh hồi hướng hỗ trợ, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cô sớm mạnh lành hồi phục. Đồng thời, còn khuyên cô nên tụng kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni, để giúp cho tín tâm và đạo tâm kiên định, chiến thắng được quỷ bệnh. Một tháng sau, khi đến bệnh viện kiểm tra, thấy bệnh cô đã ổn định và chuyển tốt. Điều này khiến cô tăng thêm niềm tin. Chồng con khi hay bệnh cô đỡ nhiều rồi, cũng vui mừng, tở mở, xúm nhau ăn chay theo. Những ngày tháng sau đó, Lưu cư sĩ phát nguyện tinh tấn tu học, là một đệ tử Phật đúng nghĩa. Hàng ngày, cô tụng kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 108 biến. Cô chí thành quỳ trước Phật tụng kinh, tĩnh tọa, chuyên chú miên mật. Lúc này, phiền não cũng theo đó rụng rơi. Đúng như trong kinh nói, nếu có chúng sinh, tội nặng bị báo ứng, trăm bệnh kéo đến, thống khổ bức thân, tụng chú này 24 biến, ách bệnh khổ não, nhất thời tiêu tan, thọ mệnh kéo dài, phúc đức vô tận.
Lưu cư sĩ tinh tấn tu học như thế 3 tháng, sau đó đến y viện tái khám, kỳ tích đã xuất hiện, ruột không còn u bú, bệnh khỏi hẳn triệt để. Nhờ theo pháp chân chánh, học Phật thực hành đã giúp cho lưu cư sĩ sống lại từ cửa tử. Không những bản thân cô thọ sâu pháp ích mà còn khiến cho toàn gia cảm động, cùng bước vào con đường tu tập ăn chay theo luôn. Giải thích thêm, lưu cư sĩ bị ung bú thời kỳ cuối, vì sao chỉ 3 tháng được lành, là do các nguyên nhân sau đây. 1. Nhờ cô sửa đổi tu 3 điều thiện, ăn chay trường, phóng sinh, tụng kinh. 2. Phát nguyện làm lợi chúng sinh, nguyện này cùng nguyện chư Phật tương đồng. 3. Hàng ngày thành tâm tụng chú, nhất thiết Như Lai tâm 108 biến. Lực gia trì của chú này mạnh không thể nghĩ tưởng. Trong kinh nói, chí tâm phát nguyện, tụng niệm thần chú, mỗi chữ mỗi câu, phóng đại quang minh chiếu đến tam đồ, khổ điều tiêu tan, chúng sinh thoát khổ, mầm Phật phát sinh, tùy ý vãng sinh, mười phương tịnh độ. Người người, nếu y theo 3 điều này tu, thảy đều có thể chuyển hóa định nghiệp và nghịch cảnh. Vì sao hài nhi khóc? Đầu xuân năm đó, Tiết Nhan là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc Tết nhà của sếp, gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ, nhìn đứa con mới sinh được hơn 1 tháng tuổi, khóc thét không ngừng suốt 2 ngày nay. Do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc, nên lòng họ cứ nóng như lửa đốt. Tiết Nhan thấy tình cảnh này, vừa gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ, bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ. Sư phụ bảo Tiết Nhan trao điện thoại cho mẹ bé, rồi nói: Nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản, tôm cua cá không? Họ đáp: Dạ phải, dân ở Đài Loan á thường ăn các thứ này nè, mà chúng tôi cũng vậy nữa. Sư phụ bảo: Nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa và chịu niệm Phật siêu độ cho những con vật đã ăn qua, thì con các vị sẽ lập tức ngưng khóc ngay. Họ không hiểu, chất vấn: Đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc ăn tôm cua cá của chúng tôi chứ? Sư phụ giải thích: Đài Loan đạo Phật rất thịnh, thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không biết chút gì sao? Họ đáp: Chúng tôi là ngoại đạo, theo tín ngưỡng thờ lão gia của Đài Loan, mà đạo này không cấm ăn các thứ hải sản tươi sống. Sư phụ nói: Thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận và trực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù, nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận, tuổi trẻ dương khí thịnh, nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ. Chúng hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát dọa hù cho đứa trẻ sợ. Các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không chăng? Đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quấy phá. Tức là khiến nó sợ hãi, khóc mãi không ngừng. Quan gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn, lo lắng, tâm lực tiều tụy. Như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù. Phải biết, các ấu nhi dưới 3 tuổi bình thường đều còn nhục nhãn thông, nghĩa là có thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt người không nhìn thấy. Sau 3 tuổi, do dục vọng thế gian tăng gia, dần dần che mờ hết, nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn. Nếu muốn oan gia không quấy nhiễu hù dọa đứa bé nữa, thì ngay bây giờ hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa. Hai vị cần tuyên bố như vậy. Rồi sau đó phải vì những con vật mình từng ăn qua niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để siêu độ chúng. Làm được vậy thì cháu bé sẽ ngưng khóc ngay. Ta biết hai vị không tin, nhưng lẽ nào
không muốn thử nghiệm xem sao ư? Đối phương do dự một lúc, bất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện. Chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa. Sau đó, sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ chỉ lặp lại mới vài câu thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần rồi từ từ dứt hẳn. Điều này khiến cho ông chủ Đài Loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động, cất tiếng cảm tạ sư phụ. Vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn lia lịa như người mái. Sư phụ bảo họ: hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật bình ăn qua, siêng năng niệm Phật, siêu độ chúng. Chưa hết, từ đây về sau còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ. Nên dính chút thời gian đến thiền viện Đại Bi, thỉnh một số kinh sách về đọc. Hai vợ chồng đều hứa, nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng. Hai ngày sau, Tiết Nhan cùng hai vợ chồng họ đi đến tìm Hòa Thượng Diệu Pháp lễ tạ, nhưng sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật cúng dường thiền viện Đại Bi. Tiên tri là biệt bộm. Có một thanh niên trẻ không tin việc tiên đoán, bị người nhà lôi đến chỗ tôi. Anh ngồi thù lù trong một góc, căn bản là chẳng muốn hỏi gì. Người nhà thúc giục, anh la to: những kẻ bói toán tiên tri này nọ, thảy đều là lừa gạt người. Hơi đâu mà tin bọn thuật sĩ giang hồ chuyên lừa gạt, tất cả đều là hạng bịp bợm cả thôi. Tôi thản nhiên bảo anh: trong thế giới này, có thật, có giả. Những hạng bịp lừa đúng là có rất nhiều. Sao anh không chịu dùng trí tuệ, thử động não để phân biệt xem ai giả, ai thật chứ? Anh đáp: tôi mặc kệ, dù sao bạn cũng chỉ là kẻ lừa gạt mà thôi. Tôi bảo: tôi biết rõ những gì của anh đó. Tôi không tin. Anh ta thẳng thừng đáp. Tôi mỉm cười nói: hôm qua anh bị té xe, chân phải bị thương chảy máu, có đúng không? Anh tròn mắt ngạc nhiên, nói: tôi chưa kể cho bất kỳ ai, ngay cả người thân cũng không hay. Chỉ có mình tôi biết thôi. Bạn làm sao mà rành vậy? Rồi anh vén quần lên, chìa vết thương cho mọi người xem. Chân phải anh quả nhiên bị thương, máu đã khô. Những chuyện tiên đoán linh nghiệm tính ra có rất nhiều, nhưng cũng có nhiều chuyện không linh. Vì sao lại không linh? Xin hãy nghe tôi kể. Câu chuyện thứ ba, quan lớn họ Đặng. Có một ông quan lớn họ Đặng muốn ra ứng cử bộ trưởng, còn có ba người nữa họ Triệu, Trần, Lương cùng tranh chức này. Ông Đặng hỏi tôi: ta có thể đắc cử bộ trưởng được không? Tôi đáp: có thể. Được khoảng nửa năm, vị đắc cử chức bộ trưởng không phải họ Đặng mà là họ Trần. Ông Đặng nổi giận, tìm đến chất vấn tôi: trách vì sao Băng Sơ nói là ông có thể làm bộ trưởng, nhưng tại sao đây lại không đúng? Anh bói toán kiểu gì vậy? Căn bản là có linh hay không hả? Chẳng phải ta đang lừa người hay sao? Bây giờ anh thử giải thích xem. Ông họ Đặng cáo kỉnh nói. Tôi đã mặt tía tai không đáp được lời nào. Ông Đặng lại hỏi: chẳng phải anh từng tiên đoán là tôi được hay sao? Thế này là thế nào? Tôi đành đáp: thật sự là lúc trước tôi nghe thần Phúc Lộc Sát dần vậy. Ông ta bảo sao thì tôi truyền đạt y như vậy. Thần Phúc Lộc hả? Vậy thần Phúc Lộc ở đâu? Thần Phúc Lộc là vô hình. Ông chuyên coi về phúc lộc của con người. Tôi thấy và giao tiếp được, nhưng mà ông thì không thể. Nè, đừng có nói bá láp bá xàm nữa nghe. Ông Đặng vừa biệt thị, vừa lộ vẻ bất mãn cực độ. Ngay lúc tôi bị người chất vấn mắng như vậy, bạn có thể tưởng tượng ra thảm cảnh này. Khi đó tôi cực kỳ lúng túng, hoàn toàn mất tinh thần, chỉ biết im lặng ngó lên không, kêu trời một mình. Nhưng bỗng một luồng sáng chiếu vào mắt tôi, thần Phúc Lộc đã xuất hiện. Ông dám nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, viết ra một chữ dâm. Cuối chữ dâm còn ghi ngày tháng phạm lỗi rất rõ. Tôi liền bảo họ Đặng: thất cử là do ông phạm giới dâm. Ông Đặng đáp: không có. Đúng ngày đó tháng đó mà. Ông Đặng quả quyết.
không có thiệt mà. Tôi ngẩn người, rõ ràng thần Phúc Lộc đã viết chữ dâm, còn ghi rõ mồn một, ngày, tháng, phạm lỗi, chỉ thị hết sức rõ ràng, sao lại không có được? Tôi chẳng tin, bèn bảo. Ông nghĩ kỹ lại xem. Ông Đặng ngẫm nghĩ, bấm tay tính toán ngày tháng một hồi, cuối cùng vẫn đáp. Không có mà. Lúc này, thần Phúc Lộc bèn giải thích cho tôi hiểu, Đặng đúng vào ngày đó đã nhìn trộm cô láng giềng tắm. Tôi nghe thần Phúc Lộc kể tội rình xem khuê nữ tắm, trong bụng mắt cười quá mà không dám cười. Tôi bảo ông Đặng. Chẳng phải lỗi tư thông, hành lạc, mà là nhìn trộm cô láng giềng tắm. Ông Đặng vừa nghe, ngây người một lúc, không nói năng gì, sau đó sẻn lẻn cúi đầu bỏ đi. Theo tôi được biết, tình huống ông Đặng phạm lỗi là thế này. Đúng ra là ông Đặng, đáng được làm bộ trưởng. Nhưng khoảng mấy tháng trước, có một cô gái vừa đến ở cạnh nhà ông Đặng. Cô này trông rất xinh đẹp, cao ráo, mỹ miều. Ông Đặng thấy vậy, để ý, dòm ngó. Nhà ông Đặng có cửa sổ đối diện với nhà tắm của cô gái. Ngày tháng đó, cô láng giềng vào nhà tắm, quên kéo rèm che cửa nên bị ông Đặng thấy được. Ông bèn đi lấy ống dòm, cầm lên ngắm cô từ đầu tới chân, từ chân tới đầu, lòng cực kỳ hưng phấn, miệng cứ hít hà suýt xoa, luôn lẩm bẩm ước ao. Giá như bà được cùng em này qua đêm một lần thì đúng là không uổng phí cuộc đời. Khi đó, ông Đặng mắt nhìn, tâm tưởng, lòng khởi đầy niệm tà. Thần Phúc Lộc nói rằng, mặc dù ông Đặng chưa có hành vi giao cấu thành tội với là cô láng giềng, nhưng lỡ như thấy cô ấy tắm là người đàng hoàng thì phải lo mà tránh đi. Đằng này chẳng những ông Đặng không tránh, mà còn cầm kính viễn vọng lên nhìn, xăm soi tỉ mỉ từ đầu tới chân, không những mắt động, tâm động mà ý dâm phát khởi mạnh. Tuy không dẫn đến hành vi tư thông cùng người, nhưng cũng bị xem như phạm giới dâm. Vì vậy mà bị mất lộc vị. Hãy nhắn ông ta, cần phải lo tu bồi đức hạnh, tu sửa khoảng 6 năm nữa thì mới có thể ra làm bộ trưởng.